Ngọc sẽ dắt tất cả các bạn đi tham quan một loại sản phẩm vô cùng tiện lợi và đặc sắc hơn nữa. Đó chính là cửa gỗ tự nhiên. Vâng, và đây tất cả các bạn có thể thấy cửa gỗ tự nhiên này đã sử dụng cùng với Sài Gòn Door của chúng tôi một thời gian khá là dài. Nhưng tất cả các bạn cũng có thể thấy với làm bằng gỗ tự nhiên nên cửa vẫn còn mới nguyên cỡ tầm 80-90% mặc dù đã sử dụng qua rất là nhiều năm. Và đây chính là một loại cửa thiết kế riêng cho những nhà thờ, những người ưa thích cổ điển, cổ kính. Tất cả các bạn có thể thấy những đường vân khắc cực kỳ sắc sảo. Và đây là đường vân nổi tất cả các bạn ha. Đường vân nổi này có thể thiết kế riêng cho tất cả các bạn. Các bạn có thể thiết kế riêng phù hợp với mình, phù hợp với phong thủy của căn nhà tất cả các bạn. Và đặc biệt làm từ những miếng gỗ nên tất cả các bạn có thể thấy cửa được thiết kế cực kỳ chắc chắn. Bên trong cửa gồm có bảng lề dính với nhau nên giúp cho cửa của chúng ta dễ dàng mở ra mở vào, giúp cho chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các đối tượng như trẻ em, phụ nữ, người già, người lớn đều sử dụng được. Và đặc biệt làm từ 100% gỗ tự nhiên nên tất cả các bạn có thể thấy độ sang chảnh của gỗ cực kỳ đẹp. Những đường vân gỗ thể hiện lên, thấy được sự tinh tế của cửa gỗ nhiều hơn. Và tất cả các bạn có thể liên hệ với Sài Gòn Door của chúng tôi để thiết kế cho căn phòng, căn nhà, nhà thờ của tất cả các bạn một bộ cửa đặc sắc sắc sảo. Và đặc biệt ở trên cửa gỗ được xịt một lớp BU trong nước. Tất cả các bạn cứ yên tâm về độ bền của cửa sẽ giúp cho tất cả các bạn có thêm một căn nhà, căn phòng, một nhà thờ cực kỳ độc đáo và sắc sảo hơn. Close doors, I'm a fool for your love.